Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi được phát hiện ở rừng Phi Lao gần biển, cách khu dân cư khoảng 2 km. Vào ngày 22 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Phạm Kim Phê, 18 tuổi, ngụ ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để điều tra về hành vi giết người. Theo lời khai, Phê là một trong 6 người bạn đã đi cùng bé H, 13 tuổi, ngủ ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên, vào tối ngày 17 tháng 6. Nghi phạm này đã thừa nhận sau khi đi chơi, phê không chở hát về mà đưa vào khu vực rừng phi lao rồi sát hại. Về thân nhân của nghi can Phạm Kim Phê, Phạm Kim Phê là đối tượng lêu lỏng, nghiện game, Kết quả khám nghiệm bước đầu đã xác định nạn nhân Hắc bị sát hại vào khoảng 24 giờ ngày 17 tháng 6, tức là sau khi Hắc gọi điện thoại cho chị ruột kêu cầu cứu. Và sau khi sát hại, đối tượng Phạm Kim Phê đã moi cát để lấp xác nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ sát hại của cháu Hắc của nghi phạm Phê.